Sáng nay ngày 14 tháng 4, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của tỉnh thăm quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà sàn DK1 năm 2023 đã chủ trì cuộc họp với các thành viên đoàn, rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện cho chuyến thăm. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lương Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thực hiện nội dung ký kết giữa Tỉnh ủy Sơn La và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam, năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã thành lập đoàn đại biểu do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn thăm động viên quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2023. Chuyến thăm nhằm động viên quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa của Tổ quốc. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị thành viên đoàn trong chuyến công tác nắm tình hình thực tiễn trên các vùng biển đảo, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng Trường Sa, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo thành các phong trào hành động thiết thực hướng về biển đảo của Tổ quốc, hướng về Trường Sa thân yêu. Công tác hậu cần của đoàn bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.